cũng vẫn là một câu chuyện về giao thông. Nhằm giải quyết bài toán tắc đường rất nan dài của thành phố Hồ Chí Minh, thay ca, thay giờ đang là đề xuất mà thành phố này cân nhắc. Mới đây thì trường học tại quận Bình Thạnh đã chủ động lùi giờ học tránh giờ cao điểm, các bậc phụ huynh và học sinh đi lại thuận lợi dễ dàng hơn. Trường tiểu học Hồng Hà vào khoảng 7 giờ sáng. Nằm cách ngã tư Hàng Xanh, điểm giao thông thường xuyên đông đúc ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 200m. Nếu đến trường đúng giờ như trước đây, hàng trăm học sinh cùng các phụ huynh rất khó khăn để di chuyển cho kịp giờ giấc vào lớp của các em. Trường tiểu học Hồng Hà là trường đầu tiên chủ động lùi giờ học xuống nửa tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nửa tiếng đó đủ để tránh được thời điểm đông người đi học, đi làm nhất. Nó dậy không nổi, tại con nít mà nhiều khi nó dậy rồi nó ẻo tới này luôn, nó đánh răng nữa này kia. Rồi cái không có kịp giờ ăn cho nó rồi nó uống đại miếng sữa nó đi thôi à. Nếu mà thời gian không thay đổi thì bé nó ngủ được ít lắm. Tại vì thế dù định trễ thì nó ngủ được thêm một tí nữa. Rồi nó có thời gian nó ăn nữa. Nói chung là sáng dậy mà con đông thì cập rập lắm. Lo ăn luôn cái này đến kia rồi phải chạy. Cho nên là bây giờ làm vậy rất là thuận tiện. Hiện nay đa số các trường tiểu học, trung học, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đều có khung giờ vào học chung là 6 giờ 45 đến 7 giờ vào lớp. Đây cũng là thời điểm căng thẳng về giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh. Và tình trạng kẹt ở trước các cổng trường rất phổ biến. Việc lùi giờ vào học giúp phụ huynh và các em học sinh chủ động thời gian, đến trường không lo trễ giờ. Đặc biệt là các trường nằm trên các trục đường chính có lượng phương tiện qua lại đông, tình trạng ùn tắc cục bộ trước cổng trường giảm. Phương án mới hiện nay thì nó lại tốt hơn so với phương án cũ, bởi vì cái nó giảm cái lượng kẹt xe. Đối với tiểu học thì nó giãn cái thời gian ra cho các em nghỉ ngơi được nhiều hơn, bởi vì học sinh tiểu học nó cũng còn nhỏ so với các học sinh cấp 2, cấp 3. Thứ hai thì học sinh nó lại không có cái áp lực vấn đề mà phải đi sớm, bởi vì cái ảnh hưởng của phụ huynh khi đưa con đi học thì có những phụ huynh đi làm chưa có đến giờ làm mà phải vô sớm trong cái công cơ quan. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay không có quy định giờ vào học chung cho các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, mà đa phần phụ thuộc vào đặc thù của mỗi trường như số buổi học, số tiết để cân chỉnh thời gian sao cho phù hợp.